À, hôm nay thì mình đang tiếp tục lên video này. Thì cái video này giới thiệu cho bác một con điều hòa Totomi nhá, Made in Japan này, công suất là 8.000 BTU này. Đấy, dòng này thì lại Totomi thì chỉ có Made in Japan thôi. Đấy, con này là chạy cực kỳ khỏe luôn, lạnh sâu, êm. Nói chung là con này thì cực kỳ ok mọi người nhá. Đấy, dàn giếc rất là đẹp này. Đây là dàn sau các bác này, mình cho các bác xem dàn sau. Dàn sau còn tương đối đẹp và đều, đúng không ạ? Dòng Nhật này thì dòng cửa sổ Nhật này thì các bác cứ lắp vào cửa sổ thôi, hoặc có chỗ nào thoát nóng là ok. Các nhận đây như kiểu em để này này, đây thì cái nóng nó thổi ra ngoài, cái lạnh thổi vào trong. Đấy. Bác nào có nhu cầu với con điều hòa cửa sổ một cục của Nhật này thì liên hệ bên em nhá. Hiện tại thì bên em có rất nhiều hàng. Đấy, rất nhiều hàng và chuẩn bị sẽ về đợt tới sẽ về rất nhiều. Bên em chuyên mảng này. Đấy. Thì nhưng mà cái con điều hòa này thì nó chỉ dùng được cho phòng độ khoảng 13 14 mét, cùng lắm 15 mét vuông đổ lại thôi mọi người nhá. Đấy, và nếu như mà cái phòng mà nó nóng bình thường thôi, nóng quá thì hơi khó làm mát, vì nóng quá điều hòa cũng khó, đúng không ạ? Đấy, ok, thì các bác có nhu cầu liên hệ bên em nhé. Thì bên em chuyên về cái mảng điều hòa một cục cửa sổ của Nhật này.